Thế nào em muốn kể thế nào? Con ở trong này là cái con đực là nó con đực là nó được lựa chọn các con cái nhé. Vâng. Nó đi mãi này nó quen nó chán rồi. Không thể bảo gì nữa. Đây nó nằm cả trên cây đấy ạ. Đấy, đang cho ăn đấy ạ. Đang cho ăn đấy ạ. Xe cho ăn. Đấy, đang ăn đấy ạ. Bọn này có không... nhiều anh bảo là sư tử ở đây hiền quá, không bằng sư tử ở nhà. Sao bọn này nó không ra đánh nhau nhỉ? Con cần đi qua đấy.
Được 12 con sư tử, 12 con hổ. Bây giờ mình qua là có 6 con hổ trắng. Kia là hổ vằn, còn đây là hổ trắng. Dạ, 6 bạch hổ. Nó vẫn rốt riêng. Đẹp lắm ạ, hổ trắng đẹp lắm. Đây ạ, đây là hổ trắng đấy ạ. Đâu? Đấy, nó nằm trên đá kia. Đấy, hổ trắng. Vâng, bạch hổ đấy. Nằm thế kia. Ăn nằm loại. Đây, con này. Đấy, anh này đang nằm trên đây. Đây, 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 anh này đá đây này, nằm trên đá. Đấy, chỉ ăn mới ngủ. Chắc cảm giác vấn đâu rồi. Đồng bộ sẽ kết thúc suy chứ. Mấy con này nó rốt riêng rồi. Rốt. Chắc chui qua nó có điện. Gấu gấu con này, gấu mới được mấy tháng ạ, mới được 4 tháng. Ôi trời. Đứng lên đấy. Thơm ạ, thơm thơm, ăn đi ạ. Thơm 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 thơm. Anh ông, hai tay vô. Thơm đấy. Thơm đấy.
Mỗi đoàn thì mỗi đoàn.